Vào lúc 19:30 phút tối 9 tháng 8 năm 2018, Công an huyện Cam Lộ đã tiến hành bắt giữ một đối tượng bị truy nã sau 5 năm trốn tại Lào. Đối tượng truy nã bị bắt là Phan Văn Phúc, sinh năm 1994, trú tại thôn Đông Lai, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ. Phúc bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khởi tố điều tra về hành vi trộm cắp tài sản vào ngày 13 tháng 8 năm 2013. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội bị phát hiện, Phúc đã bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu truy nã. Trong quá trình bỏ trốn, Phúc đã sang Lào làm nhiều nghề khác nhau. Ngày 9 tháng 8 năm 2018, Phúc từ Lào về lại nhà của mình ở thôn Đông Lai, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị thì bị bắt giữ.